các bạn đã đến với kênh Thế giới Crypto. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia khai thác một cái dự án rất là tiềm năng. Dự án này là dự án Sunway và chúng ta sẽ khai thác cái đồng SW này. Dự án này được phát triển bởi đội ngũ ICE. Trước đây nếu như bạn nào đã khai thác cái đồng ICE thì chúng ta có thể là biết cái dự án đấy nó rất là tiềm năng. Và tương tự như vậy cái kèo này nó sẽ ngon không kém gì cái kèo ICE. Trước khi mình hướng dẫn các bạn tham gia khai thác cái đồng coin này thì mình sẽ cập nhật cho các bạn những cái thông tin mới nhất về dự án này nhé. Đây là trang Twitter chính thức của dự án và ở đây chúng ta sẽ thấy là có một cái tin nhắn từ buổi tối hôm qua. Và ở đây các bạn có thể là thấy có một cái bài đăng của ngày hôm qua. Bài đăng này thì họ nói là xin lỗi cộng đồng vì là cái chức năng mà nhập mã OTP khi mà các bạn tạo tài khoản ấy là nó không về email nhé. Nó đang bị lỗi. Và sau đó thì họ có nói là khoảng vài tiếng sau thì sẽ khắc phục được cái lỗi đó. Tuy nhiên là đến tận sáng ngày hôm nay thì mình mới đăng ký được nhé. Hôm qua mình cũng đăng ký và làm video hướng dẫn các bạn nhưng mà không thể vào được bởi vì nó không gửi mã code về. Và hôm nay thì mình sẽ dịch lại cái thông tin của ngày hôm qua nó đăng này. SW là tất cả về cơ hội công bằng và cộng đồng tuyệt vời của chúng tôi. Để đảm bảo mọi người đều có cơ hội bình đẳng, chúng tôi sẽ đặt lại tất cả số dư để mọi người có thể bắt đầu khai thác từ con số 0. Có nghĩa là ngày hôm qua thì nó bị lỗi cái mã OTP, rất là nhiều người muốn tham gia nhưng không tham gia được. Và có những người mà họ đã tham gia trước thì như vậy là dự án họ nói là không công bằng và họ sẽ đặt lại cái số dư của những cái người khai thác trước nó về con số 0 nhé, để chúng ta sẽ công bằng khai thác cùng nhau. Nhiều người dùng không thể đăng ký do vấn đề kỹ thuật OTP và thật không công bằng khi để người dùng truy cập sớm được hưởng lợi. Đó, cái chỗ này thì các bạn hiểu nhé, dự án này họ cũng thấu hiểu cái tâm lý của người chơi này. Chúng tôi đang nỗ lực để đưa ra bản cập nhật này trong vài giờ tới để tất cả người dùng có thể bắt đầu khai thác với cùng mức giá và cùng một thời điểm. Mức tăng sẽ không bị ảnh hưởng. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và hỗ trợ. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta đăng ký và khai thác cái đồng coin SW này nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ nhấp vào cái đường link mình để phần mô tả video, nó sẽ hiển thị ra một cái giao diện này. Và đây thì nó sẽ có cái mã mời của mình, các bạn có thể là nhấp sao chép luôn này. Để lát nữa khi mà các bạn điền thông tin thì các bạn sẽ dán. Để lát nữa khi mà các bạn điền thông tin vào trong cái mục đăng ký tài khoản ấy thì các bạn sẽ nhập cái mã giới thiệu này của mình vào. Ở đây thì nó sẽ có thêm một cái cách để chúng ta tạo một cái app của nó. Các bạn có thể là tải cái tệp APK này về thì cũng giống như là cái app mà chúng ta tải trên Google vào nay. Bạn cũng có thể là tải qua cái đường link Telegram nhé. Các bạn nhấp vào những cái mục này là nó sẽ chuyển hướng các bạn sang để tải app về này. Sau khi tải app xong các bạn mở app ra và điền cái địa chỉ email vào cái mục hộp thư này. Và tiếp theo thì các bạn sẽ nhấp vào mục đăng ký này. Sau đó thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái mã OTP về trong cái tài khoản hộp thư email. Các bạn sẽ vào hộp thư email lấy và các bạn nhập cái mã OTP vào cái mục đăng ký này. Và sau đó thì chúng ta sẽ được chuyển hướng sang cái mục tiếp theo. Các bạn sẽ nhấp vào cái dòng chữ là bước tiếp theo này. Tới mục này thì nó sẽ yêu cầu các bạn nhập biệt danh. Biệt danh ở đây là cái tên viết liền không dấu hay còn gọi là username. Và cái tên này thì sau này nó cũng sẽ là cái mã giới thiệu của các bạn luôn nhé. Cho nên là các bạn đặt tên làm sao để cho nó dễ nhớ nhé. Đừng có đặt dài quá, ví dụ như là Nguyễn Hùng hay là Tuấn Hùng chẳng hạn thì các bạn viết không dấu. Nếu như mà trường hợp mà trùng tên với một tài khoản nào đó thì các bạn có thể là điền thêm số ở đằng sau cái tên của các bạn nhé, để cho nó khác biệt đi cái tài khoản mà trước đây có người ta đã đặt rồi. Sau khi đặt biệt danh xong thì các bạn sẽ nhấp vào bước tiếp theo này. Tới bước này thì các bạn để ý kỹ cho mình nhé. Ở đây nó sẽ có cái mục là ai đã mời bạn này và nó ghi chú là nhập biệt danh của người đã mời bạn. Thì ở đây nó có một cái dòng là nhập biệt danh này. Các bạn sẽ nhập cái mã giới thiệu của mình vào nhé. Mã giới thiệu của mình là tỷ phú 68 này. Các bạn sẽ nhập vào cái ô biệt danh ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ nhập hoàn thành. Thì khi mà các bạn nhập cái mã giới thiệu của mình vào, các bạn sẽ nhận được ngay là 10 cái đồng coin của dự án này. Sau khi điền tên của người giới thiệu vào xong thì nó sẽ chuyển hướng các bạn sang đây. Và chúng ta sẽ nhập vào mục hoàn thành nhé. Tới bước này thì các bạn sẽ nhập vào đây để khai thác này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ để nhận thêm phần thưởng nhé. Các bạn sẽ kéo cái này lên. Ở giao diện chính này các bạn kéo lên, ở đây nó sẽ có thành tựu tiến độ của bạn này. Xác nhận biệt danh của bạn thì mình đã xác nhận rồi này. Bắt đầu kiếm tiền thì cũng đã ok rồi. Và ảnh hồ sơ ở đây là chúng ta sẽ tải cái ảnh avatar lên nhé. Chúng ta sẽ nhấp vào đây để làm cái nhiệm vụ. Tiếp theo các bạn sẽ chọn thư viện ảnh này. Tới bước này các bạn có thể là chỉnh cái ảnh này cho nó cân vào giữa nhé. Sau khi chỉnh ảnh xong thì các bạn sẽ nhấp vào cái tích V ở bên trên này.
Như vậy là mình đã cập nhật cái ảnh avatar thành công này. Và đây thì nó sẽ hiển thị lên những cái mục mà mình đã làm được nhé. Đây nó sẽ hiển thị lên cái mục này. Và bước tiếp theo thì chúng ta sẽ theo dõi tài khoản X của dự án này. Ở đây thì mình đã bấm theo dõi rồi, thì mình sẽ chỉ việc quay trở lại thôi. Tiếp theo thì đến cái mục tham gia Telegram của dự án nhé. Chúng ta sẽ nhấp vào đây và điền cái biệt danh của các bạn. Biệt danh Telegram là cái tài khoản, cái tên username mà có cái chữ A còng ấy, các bạn sẽ điền vào đây nhé. Sau khi nhập biệt danh xong, các bạn sẽ nhấp vào mục xác nhận. Và ở đây thì cái nhiệm vụ cuối cùng các bạn cần phải mời thêm 5 người bạn nhé. Phát triển nhóm của bạn và tăng thu nhập này. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tham gia đầy đủ các cái sự kiện để nhận airdrop của dự án này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ quay trở lại giao diện để đào. Và ở giao diện chính này, nếu như mà các bạn muốn lấy cái mã giới thiệu, lấy link đi chia sẻ cho bạn bè tham gia, thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là cái chữ mời bạn bè này, các bạn sẽ nhấp vào đây. Sau đó thì nó sẽ hiển thị lên, các bạn có thể là gửi cho bạn bè qua Tele này, qua tin nhắn này, hoặc là qua Facebook này. Thế còn ở đây thì mình sẽ nhấp vào mục sao chép nhé. Ở đây nó sẽ có cái chữ sao chép liên kết này, thì các bạn sẽ lấy cái link sao chép này đi gửi cho bạn bè tham gia cùng nhé. Như vậy là trong video ngày hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn chi tiết cách để tham gia khai thác cái đồng coin SW. Cái dự án này thì ngày hôm qua nó còn đang rất là nát lỗi và nó không có gửi cái mã OTP về, cho nên là rất nhiều người chưa làm được nhé. Nhưng đến ngày hôm nay thì cái mã OTP nó đã mượt rồi, bên dự án họ đã xử lý cái vấn đề kỹ thuật, cho nên là bây giờ chúng ta có thể đăng ký được bình thường nhé. Bạn nào mà chưa có kèo này thì tranh thủ chúng ta làm sớm nhé, bởi vì bây giờ dự án nó mới bắt đầu ra mắt này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Chúc các bạn kiếm được nhiều cái đồng coin SW. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.